Em xin kính chào thầy cùng tất cả quý thầy cô. Em xin gửi bài ngày 13 trên 30 ngày thực hành rèn luyện kỹ thuật ghi nhớ. Ngay từ nhỏ, gia đình em sinh ra rất là nghèo, cho nên việc học tập của em tương đối gặp rất là nhiều khó khăn. Để cho có thể sống qua ngày, chúng em đã phải đi mốt lúa mì về để mà làm ra những cái giúp bánh mì thơm ngon dành cho ăn dần. Vì không có tiền cho nên không có mua được thức ăn để cho có thể được thưởng thức những món ăn ngon đó, thì chúng em đã làm cái bánh mì hình con cá chép sao để tưởng tượng nó là một con cá để mà mình ăn cảm thấy ngon hơn. Trong quá trình em có một người bạn rất là thân, và tình bạn của chúng em giống như tình cảm của hai chị em. Bạn của em là một người có đạo đức rất là tốt, và hai chúng em đã góp tiền lại để mà mua một cái lo thùng về để đi hát kiếm tiền. Bạn em đã hát bài Hoa Lan Tím. Bài hát Hoa Lan Tím đã thu hút rất là nhiều khách đến xem và thưởng cho chúng em rất là nhiều tiền. Sau đó chúng em đi mua một cái máy tính bảng về để có gì đầu tư thêm cho cái chương trình của mình để thu hút nhiều khách hàng hơn. Đang đi trên đường thì bất chợt gặp một dòng sông. Và lúc này thì trời cũng đã tối và chúng em trượt chân làm rơi cái máy tính bảng. Chúng em không biết làm gì hơn đành ngồi khóc, thì có một người tốt bụng đã đem đến cho chúng em mượn chiếc đèn pin để mà chúng em soi để đi tìm. Và các cặp từ khóa đó là học tập, lúa mì, cá chép sao, tình bạn, đạo đức, loa thùng, hoa lan tím, máy tính bảng, dòng sông, và cuối cùng là đèn pin. Em xin hết.